con số đầu xuống và sàn sân khấu rất là nguy hiểm. Quý vị đã thấy ở trên tay nghệ sĩ Trần Đồng Vương đang cầm hai chiếc bánh và bây giờ nghệ sĩ Trần Đồng Vương sẽ phải thực hiện động tác đứng trên hai tầng bánh này, sẽ lao đầu xuống và trúc lại hai tầng bánh dưới. Vâng, xin mời anh ở khu vực trước sân khấu, xin mời anh giãn ra cho. Rất là nguy hiểm động tác này, không ai đào cũng bắn vào, rất là nguy hiểm. Nhìn gấm bóng ngôi sông đẹp trùng, ta quyết đi giữ lấy mình yêu. Vâng, rất khó, quý vị cũng đã thấy. Muôn đời ông đất mẹ thôi, yêu linh trẻ con suối, cho lời ru mãi mãi muôn đời. Mẹ vẫn đứng tiễn con ngàn dặm, dòng máu chảy trong tim còn nồng, con sẽ đi về phía mặt trời lên. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam ơi, xin em mẫu xương dẫn cho người mà bước chân người xưa lưu dấu, dòng máu nào vẫn cháy về tim. Rồi, xin mời tất cả các em nhỏ chúng ta không được tiến lại khu vực sân khấu. Rất là nguy hiểm động tác này. Vâng, nghệ sĩ Trần Đồng Vương sẽ thực hiện đứng trên hai tầng bánh này và sẽ trụ lại hai tầng bánh dưới, nên là hai chiếc bánh sẽ hất ra ngoài, nên tất cả các bạn nhỏ chúng ta không được tiến lại khu vực sân khấu. Rực sáng phía trời nắng. Một trao bóng tay toàn lục địa quý vị, rất chuẩn, rất chính xác. Vâng, nghệ sĩ Trần Đồng Vương còn rất khỏe, quý vị cũng đang thấy. Ta là dân nước Nam, bao đời ghi dấu hùng anh. Vâng, nghệ sĩ Trần Đồng Vương đang xuống tận sân khấu để bắt tay tất cả quý vị và các bạn. Tiếp tục đã rất thành công. Nhìn gấm bóng và xin phép tất cả quý vị và các bạn trong giây lát cho chúng tôi chuẩn bị đạo cụ có tiết mục tiếp theo.